rồi, anh ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa. Vậy em với mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bye mẹ, bye vợ yêu. Bye chồng yêu. Chào con. Thằng Thiên nó qua Úc công tác 3 năm trời, xa chồng chừng ấy năm á, cũng không dễ dàng gì đâu. Thiệt thòi cho con quá. Không có sao đâu mẹ, 3 năm trôi qua cũng nhanh thôi mà. Con với mẹ sẽ cùng chờ anh Thiên về nước. Mà mẹ nè, mẹ cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá đó nha. Con chịu được mà. Dù sao con cũng còn có mẹ bên cạnh con. Với lại bây giờ thời buổi công nghệ rồi nè, mỗi lần con nhớ ảnh là con lấy điện thoại phải thông cho ảnh. Mẹ đừng có lo. Mẹ nghe con nói mẹ yên tâm rồi. À, con vào trong á, con lấy rượu thuốc ra bóp hai cái chân của mẹ cho mẹ dễ ngủ đi. Dạ, con biết rồi, mẹ đợi con nha. Sao vậy chị? Không có gì đâu, tôi thấy ai đi ngang qua giống thằng Thiên quá. Chắc là lâu ngày nhớ con nên là nhìn ai cũng ra nó hết đó. Em hiểu tâm trạng của chị mà. Cố lên, 3 năm nhanh lắm. Mà cũng may là chị có con dâu ngoan hiền, lúc nào nó cũng ở bên cạnh chị. Chứ thôi đó là chắc chị buồn lắm rồi. Cố lên nha chị. Alo, trời sao gọi em giờ này vậy? Đi ăn ngoài hả? Nhưng mà em đã nấu cơm rồi. Thôi, để em kiếm cớ ra ngoài. Thôi mẹ nghi nữa. Vậy nha. Mẹ, cơm sắp chín rồi. Mẹ đợi con chút nha. À con à. À, một chút con có đi đâu không? Dạ con... Không có gì hết á. Mẹ có một chút việc muốn nhờ con chở đi. Chắc con không có bận chứ? Dạ, vậy để lát con đưa mẹ đi. Cảm ơn mẹ nha. Con thích đó luôn á. Tại là đồ đẹp không à? Con thấy chỗ này làm tóc thì sao? À đúng rồi, hôm nay á mẹ dắt con vô cái salon này làm tóc á, con thích lắm luôn mẹ. Nhìn dễ thương ha. Với lại cái đầm mẹ lựa cho con cũng đẹp nữa. Con cảm ơn mẹ nhiều nha. Mẹ thấy cũng đẹp á. Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay mẹ lại... Xuân nè, thằng Thiên nó đi công tác tới 3 năm lận, mà bây giờ mẹ bắt con chờ á thì là vô lý quá. Thiệt thòi cho con. Nếu mà con thấy người đàn ông nào á mà thương con hơn thằng Thiên đó thì con cứ mạnh dạn tiến tới với người ta, coi như á là con với là thằng Thiên con trai của mẹ đó, coi như á là con với lại thằng Thiên không còn duyên nữa. Con yên tâm đi, mẹ hứa với con rằng mẹ sẽ không có nói chuyện này cho ai biết hết. Rồi mẹ sẽ nói với thằng Thiên á, nó ký đơn ly hôn với con để trả tự do lại cho con, đứa con con. Mẹ ơi, sao tự nhiên mẹ nói như vậy mẹ? Con đi đi. Đi nhanh đi, con đừng có để cho người ta chờ. Đi đi con, mẹ đi nha. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ, con biết con sai rồi mẹ ơi. Mẹ đừng có đuổi con đi nha mẹ. Con với người ta mới quen nhau có một tuần rồi, chưa có đi quá xa đâu mẹ. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con đi mẹ. Con biết con sai rồi, con sẽ cắt đứt liên lạc với người ta, toàn tâm toàn ý đợi anh Thiên về. Mẹ đừng có giận con nha mẹ. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ xin lỗi con. Tội nghiệp con quá. Con ráng lên nha con. Mẹ xin lỗi mẹ.
Đừng có khóc nữa con. Mẹ con mình về nha. Nha con. Dạ.